Hôm nay anh em đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để làm một cái chương trình là chia sẻ với mọi người là cách tập luyện lò xo sao cho nó an toàn này. Đấy. Và hướng dẫn cho mọi người cách lựa chọn sao tập cho nó an toàn mới là quan trọng. Hello con. Hello em. Tay. Nếu mà anh có thể khỏe lắm thì anh bẻ như này, hoặc là anh bẻ úp tay lại. Còn nếu mà anh không khỏe đủ khỏe để bẻ như thế thì anh sẽ kẹp vào đùi và bẻ nó đưa lên. Đấy, nhẹ nhàng thôi anh ạ. Thử anh. Mọi người ai thử? Ai thử huyết long đao này? Huyết long đao 130 cân này. Thử cái 100 này vào đây đi anh. Anh em nào muốn thử cây 100 nào? Ok, thử đi. Ok. Không cần. Bây giờ mình tốt nhất là dùng găng tay đi cho nó. Tại vì là cái mùa này là tay mọi người nó hay có mồ hôi. Tại vì là bạn này có khả năng bẻ được cái đấy. Em ơi, thử cái bẻ cái này đi. Đâu còn những bạn khác đi, bạn khác nào bạn nào muốn thử thì vào đi. Em bẻ cái 100 chưa? Cái trăm đâu nhỉ? Cái 100 cầm vào đây à? Cái 100 đây đang nghịch ngoài kia, mấy ông này đang nghịch ở đấy. Quý nhé vào đây, Quý nhé. Bỏ cái 100 đây. Xe máy ở Bắc Giang nhận không? Em muốn lập cái nộp. Dạ, liên tục.
em bẻ được bao nhiêu cái này liên tục? 6. Hôm trước có nhận được xe máy không anh? Nếu mà một bạn ở Từ Sơn bạn bẻ được 24 cái liên tục như này là từ trước thì anh thấy nhiều nhất không? 24 cái à? Ờ, 24 cái. Ôi giời, thấy chưa? Thế mà biên bản bẻ 24 cái em biết không? Quá khó luôn. Gọi em lên tâm lên bắn ra em bẻ là 8 cái chứ. 8 cái, à không là lấy cái giải gì, xe máy à, lấy được xe máy à? Không, em đăng ký sau. Đi tàu. À, dạ. Em đăng ký sau. Anh. Em có bạn nào muốn thử cái bên trong không? Em. Mày thử đi. À, thử đi. Mày dạn lên. Mày dạn lên, mấy anh em mày dạn lên đông đông vào. Mấy em cứ ra đây thử đông đông vào. Rồi mà cứ có giải này mày là anh em mày dạn ngay. Không được, không phải đấy, em phải bẻ ngược lại lăng đẩy lại. Tất cả những cái kỹ thuật này, thứ nhất là cầm anh em mình tay mà có bôi là thứ nhất là phải đeo găng tay vào nó mới đảm bảo là không tìm được tì sát vào cái hông này, hạ thấp cầm xuống này, hạ thấp cái cuốn lên, đấy bảo được đấy. Kiểm soát ra phải cực kỳ phải an toàn, phải giữ chặt mật ra. Ok đấy, chứ còn này, cái này là mình phải cơ bản là kỹ thuật thôi, còn sức khỏe nó cũng là quan trọng nhưng mà nó phải có kỹ thuật thì mới vẻ được. Đấy con còn... nhìn bác này, nhìn bác hướng dẫn kìa. Rồi đấy. Chuẩn rồi. Con nhìn bác hướng dẫn nè, con nhìn bác hướng dẫn nè. Lần lại lần nữa đấy. Đây bây giờ anh Hiếu giới thiệu mấy công ty không tỷ đi. Đây là công ty sáng đã ăn sáng đâu. Chè cây 1 cân nữa. Bẻ công ty. Bẻ công ty thì thường thường là người ta rất có nhiều cách bẻ công ty. Và người ta có thể dùng bẻ với cả dây kháng lực. Đấy, thường thường là ở bên nước ngoài người ta tập là người ta hay bẻ dây kháng lực. Bởi vì bẻ dây kháng lực thì nó... À hello em. Hello anh. Bách sơ vậy. Người ta bên nước ngoài người ta hay dùng dây kháng lực thì nó sẽ dìm cái lò xo xuống, nó làm giảm cái phản lực của nó rất nhiều. Đấy, nhưng mà ở đây thì không có dây kháng lực, có dây kháng lực người ta sẽ dùng dây người ta sẽ bẻ ngược lên, nó sẽ giảm cái kháng lực của cái lò xo này, gần như là nó không còn bật. Còn bẻ không kỳ thì nó có hai cách bẻ, một là bẻ ngược lên này, bẻ ngược lên. Đấy. Và một cách khác nữa là bẻ gập lại, bẻ ngược lại vào trong. Có hai cách đơn giản như thế. Và anh em người xem lần nữa này. Ok. Đấy, bẻ này thì nó tác dụng trực tiếp vào cái phần này, cánh tay và đặc biệt là cái vai của mình. Ai muốn vai đẹp mà tập cái này là khá ok. Đấy, nó gần giống như cái bài mình tập tạ banh này. Đấy. Gần giống cái quả tạ. Vừa rồi là những cái kỹ thuật cần thiết để có thể bẻ được lò xo, và có rất nhiều kiểu để có thể bẻ được cái cây lò xo như này. Em thử công ty. Và anh em nào muốn thử công ty nào? Công ty 50 cân. Đấy. Không, kiểu đấy thì không khuyến khích mọi người bẻ vì là nhìn nó rất nguy hiểm. Đây vào trong rồi, cho cổng phụ này. Cổng phụ. Ừ, đông đông này, đông này nhá. Ê, xem bên đây, để cho con này vào trong đấy. Ừ, nhá. Ok, rồi, con vào con thử.
đây nhá mọi người thì con đây. Cho hết nhỏ vào với nhau. Bóng bao kia bóng bao này, đừng có đấy. Ừ thì cái kia đâu? Đây, cầm này. Ông này. Ok, bọn đeo tay vào, đeo dây vào. Anh cái này. Ok. Rồi, anh cầm. Con buộc dây vào, con lấy sắn dây vào. Em xin cái vàng nào. Nào, con. Thử thế cho các xe làm nhanh, con thể hiện cái. Đây. Nào, con thử đi nào. Nào, đúng như kỹ thuật ở nhà nào, nhé. Đi đuôi chưa, con đi đuôi đúng không? Ok, rồi. Ok, quá siêu luôn, kỹ thuật. Đấy nha, kỹ thuật của bạn con bẻ cực chuẩn nha, và an toàn luôn, không bao giờ sợ. Nào con thử lại đi con. Đó, bắn đi. Đúng rồi. Ok luôn, đấy là mọi người. Rồi, con thả ra, con kiểm soát từ từ thả ra. Đấy. Con bẻ cực kỳ kỹ thuật mà là cực kỳ đảm bảo an toàn luôn nha. Đó, con lại cái nữa nào. Xem nào. Quá ok luôn. Yeah. Ừ. Luôn đây mọi người, các con nhìn thấy con bẻ chưa? Đấy. Bẻ theo cách của con nhé. Nào, bây giờ bóng bây giờ bẻ theo cách của bạn đấy chưa đã? Em cầm cho anh. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn, làm được nữa luôn. Đấy. Từ từ thôi con, cứ làm chậm là chắc. Đúng rồi, làm chậm thôi. Đấy nhá, chú vào đây. Bác này đi chưa? Ok đây, con phải tất cả mọi người này, con thả từ ra. Đấy, thấy chưa, bạn này xoắn cái dây vào rất là an toàn. Không bao giờ buộc ra khỏi tay được bạn này. Đúng rồi. Đấy, vì sao con phải xoắn lại, đúng rồi, cho nó vừa cái cổ tay của mình. Ok rồi, đấy thì nó sẽ không bị bật ra ngoài nhá. Ok, nó sẽ không bị tụt ra khỏi tay mình này. Ok rồi, đấy. Đấy, con làm lại, thử nào. À, không tì luôn. Đấy, rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Anh em hỏi thì các loại lớn thôi. Các loại lớn thôi và khuyến khích là trẻ em nên cập là các bạn nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Đấy, vừa với trẻ em nhẹ nhẹ thôi. Thì nó sẽ... Đâu vậy nhỉ? Đây con... 20 đúng không? Không, đây là 5 cân, 7 cân thôi. À, 5, 7 cân. Con thử với cái loại nhỏ này sao? Con không thể tìm con phải không? Đây, cái này nó nhẹ hơn cái đấy. Cái này nó nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Nó nhẹ hơn cái này đấy. Con thử bẻ tì cái này. Nhớ quấn cây vào này. Ok rồi, lấy bóp thử cái này nào. Tì. Bẻ tì. Ôi giời, đấy, như này nó mới là đẳng cấp an toàn đó. Bóp tiếp thử cái này nào. Tiếp vào 10 cái liên tục vào. Cái đấy là 20 cân hả con? Khỏe đấy. Ôi giời, con bẻ rất dẻo, ok rồi. Con bẻ hơi siêu đấy. Tí nữa mình sẽ có cái, tí nữa anh sẽ quay mình nói đi. Mình sẽ chia sẻ cái cách trộn gậy thế này. Đấy xong. Em có. Ok rồi con. Đây là cái của con này. Tí nữa bác sẽ tặng con một cái thì mang về. Đây là con của bạn huấn luyện viên của anh. Em ơi, đấy. Đấy, chạy em thích mẻ 100 công ty luôn anh. Có lẽ chạy em khai lại cái cho 30 em ạ. Thường từ 6 cho đến 16. Có lẽ để cho bạn ấy bán mẻ cái cho 30 chắc chắn là phải lấy. Cái này lúc nào cũng có con cái găng tay bảo hộ như hôm nay để một găng tay bắt đầu của bạn này đây các bạn cầm một chắc nhé.
khi mẹ mọi người rèn luyện sức khỏe thì cần phải an toàn đã, yếu tố an toàn là yếu tố đầu tiên. Em bé này tại vì cái mẹ gì đấy, em ngoài trần phủ đó. Đó. Và sau đó là mọi người nên nhớ hai cái dây bảo hộ an toàn này vào. Đó. Theo cái cách mẻ thông thường nhất sẽ là như này. Nào làm mẫu đi anh. Làm mẫu đi. Đó rồi. Cái mẻ thông thường nhất sẽ là như vậy. Còn nếu như mà các bạn mẻ lên như này. Đấy. Em hẳn vào anh. Em hẳn vô. Đúng rồi, đưa lên. Đưa lên nào. Đó. Không được được. Đó, cái mẻ thông thường nhất là như vậy. À, cho anh nhớ mẻ thử cho xem này. Anh em đứng tách ra cái. Đứng nuôi ra xa, xa rộng mà. Mọi người nên tỉ sát vào đây này. Và hạ thấp trung tâm này. Hạ thấp trung tâm để kẹp cái bụng mình xuống này. Để cho cái gậy nó không trượt về trước này. Tỉ sát này quan trọng lắm. Đi dạo tim trước này. Đấy, xuống này cốt lên. Đó. Đấy. Đơn giản nó thế. Nó rất đơn giản. Thì nó mọi người nên nhớ là cái yếu tố an toàn là cái yếu tố quan trọng nhất nhá. Bây giờ ông chủ Rick thử thể hiện cái nào. Đây các bạn nhá. Hôm nay thì đây là cây đồ lông đao 100 cân và cũng là cây đầu tiên mà mình đem về Việt Nam để khơi dậy phong trào bẻ gậy lò xo ở Việt Nam mình. Đó, và hôm nay mình sẽ trình diễn lại cho các bạn bẻ lại nha. Trước tiên thì chúng ta phải lưu ý là đây là hành động được thực hiện bởi các chuyên gia và có sự giám sát của anh Mạnh, anh Hiếu. Ở đây đều là các chuyên gia hết. Và các bạn phải đảm bảo an toàn, đó là đeo cái dây vào, cuốn chặt 3 vòng để có thể giữ được cái dây, cái canh lò xo ở đây nhá. Rồi, và chúng ta sẽ có một, đây là một cái kỹ thuật bẻ gọi là phổ biến nhất, giúp chúng ta chinh phục các cái mức cân nặng và an toàn nhất nhá. Thì các bạn sẽ kẹp bụng vào ngang người như thế này, cho nó chắc vào cái chỗ phần hông. Và chúng ta dùng hai tay hạ thấp trọng tâm xuống, dùng lực đẩy, đưa nó lên. Và các bạn ép vào ngực, để lên như thế này. Đó là chúng ta đã chinh phục được cây 100 cân. Rồi chúng ta sẽ thả ra và cho nó xuống một cách cực kỳ an toàn nhá. Đấy, hôm nay là đứng lên được ạ. Đúng rồi, mình phải đứng lên chứ okay, thì mới coi như là thành công. Thử vẻ đứng lên xem nào. Phải đứng lên giữ nó đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là anh em mình ở đây là để tuyên truyền về cái việc bẻ lò xo. Mọi người anh em thử xem là cái sức khỏe của mình đến đâu. Cái việc tập lò xo này nó rèn luyện sức khỏe khá là tốt đấy. Nào, Mạnh thôi, Mạnh sẽ phải thể hiện đấy trước cái nào. Mạnh bé không tin luôn em. Không tin. Không tin, có bạn bẻ được không tin rồi đấy. Bạn ấy cũng đi ở đây đấy. Và hiện nay thì lò xo là đang gây dựng một cái phong trào kết nối anh em và xây dựng cả những cái thói quen tập luyện cho gọi là tất cả giới trẻ, kể cả những bạn trẻ ở đây là cũng thích tập lò xo. Đó, các bạn trẻ là cũng thích tập lò xo nhá. Ok. Nào, mạnh thế chưa? Lên anh ơi. Đưa lên anh. Đưa lên, giữ nó vào. Giữ nó vào. Ôi, nhưng mà mày tiêu được vậy. Không, cái này là không phải là cái này là nó còn liên quan đến thể lực. Liên quan đến, bởi vì là cái bộ môn tập luyện của mình là thường là chạy bộ và những bộ môn về sức bền nhiều. Cho nên mình không tập luyện về những cái sức mạnh và sức mạnh bùng nổ. Cho nên là mình cảm thấy là cái lò xo này khi mà bẻ vào với nhau nó nặng so với em rồi, khá là nặng rồi đấy. Cái này mình đang mẻ được. 130 đâu nhỉ? 20 cân đây ạ. Nhưng mà anh Mạnh thì với dưới mình được lắm. Mặt tay to thì kia mà không bảo được.
Anh chia về chuyên gym mà. Chuyên gym, chuyên gym. Anh chạy bộ mà em quay cho anh, em không quay vào VTV. Chạy bộ với cả. À, cho những bộ môn body weight. À, body weight. Lúc anh bảo chứng tỏ là tập calisthenics nó quá khỏe. Đây là hai anh em dân đúng là calisthenics nguồn gốc. Ghê gớm đấy. Cổ tay này chắc là xịn sò rồi, xịn sò lắm đấy. Và Linh thì hôm nào đó sẽ bẻ cái gì nhỉ? Bẻ gì cho anh xem nhỉ? Ok. Nếu mà để nói về bẻ không tì ở top của Việt Nam, anh thấy Linh rằng nếu mà ở cái hạng cân này thì không ai qua được Linh không ở Việt Nam. Không ai qua được Linh. Yeah. Số 1 luôn. Số nếu 1 mà cả. Để với sức mạnh của Linh thì tài chưa là cái gì. Tuyệt vời. Thẻ một cái ạ. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm luôn. Rồi. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Ok. Làm mẫu là nhiều. Lên. Đúng rồi, cho các bạn xem cách chinh phục một cây cân 30 cân. Quá tuyệt vời. Đó. Đưa nó lên. Và chúng ta ép vào ngực. Để lên như thế này. Đó là chúng ta đã chinh phục được cây 100 cân. Rồi chúng ta sẽ thả ra và cho nó xuống một cách cực kỳ an toàn nha. Đấy, hỏi bắt đầu đi. Đấy, bé này thì nó có còn lại cái nữa là quá ok luôn. Xin chào. Yeah. 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 Oh. Và mọi người nên nhớ là cái điều quan trọng nhất khi mà bẻ nó so là gì? Là hai cái dây cuốn cổ tay này. Rồi chúng ta phải cuốn dây vào cổ tay nhá. Để có thể đảm bảo an toàn và lò xo không bị bật ra. Hôm nay là mình và anh Mạnh và anh Hiếu ở đây để có thể tuyên truyền về cách mà chúng ta bẻ lò xo, sử dụng lò xo sao cho mà xây dựng cơ bắp tốt nhất và an toàn nhất. Và rất là vinh dự hôm nay được có sự góp mặt của nhà đài VTV ạ. Một cái điều nữa là mọi người nên cẩn thận, đó là cái mùa này tay mồ hôi này, rất nhiều này. Mọi người nên cảm thấy mồ hôi mình mà trơn không an toàn mà tốt nhất mình cũng bằng. Cái điều mình muốn nhắc mọi người hai cái điều quan trọng. Kéo vào. Quá ok luôn. Xin chào. Yeah. Cho các bạn chạy lỏng.